Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nhé. Thông tin Ánh Viên kinh ngư số 1 Việt Nam muốn giải nghệ đang khiến người hâm mộ bất ngờ và không khỏi tiếc nuối. Nếu là một người quan tâm đến thể thao thì chắc hẳn cái tên Ánh Viên đã không còn xa lạ nữa. Cô gái vàng của làng bơi lội Việt Nam này đã làm rạng danh nước nhà trên đấu trường quốc tế. Vậy Ánh Viên là ai? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cô gái thép này qua bài viết dưới đây. Tên đầy đủ Nguyễn Thị Ánh Viên. Ngày sinh ngày 9 tháng 11 năm 1996. Chiều cao 1,73m. Cân nặng 53kg. Nguyễn Thị Ánh Viên là cựu nữ vận động viên bơi lội thuộc Đoàn Thể thao Quân đội và đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam. Cô được biết đến với tên gọi là nữ kình ngư số 1 Việt Nam bởi hàng loạt những bảng dài thành tích mà cô đạt được mỗi lần ra trận. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng có thể nói cô là niềm tự hào lớn của cả dân tộc khi đã làm rạng danh Việt Nam trên các đấu trường thể thao thế giới. Ánh Viên quê ở đâu? Cô nàng sinh ra và lớn lên tại ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ánh Viên bén duyên cùng đường đua xanh như thế nào? Ban đầu Ánh Viên chỉ đơn giản là được ông nội dạy bơi, cho đến khi xuất hiện một cơ duyên để cô lấn sân hoàn toàn sang đường đua xanh. Lúc đó, tiểu tiên cá học lớp 5 thì được nhà trường chọn đi để thi đấu ở hội khỏe Phù Đồng thuộc cấp huyện. Với nỗ lực và năng khiếu của mình, cô mang về một thành tích xuất sắc. Sau đó, Ánh Viên đã tiếp tục được chọn để đi thi đấu ở hội khỏe Phù Đồng cấp thành phố. Và tại đây, Ánh Viên đã được những huấn luyện viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất Quốc phòng 4, quân khu 9 lựa chọn. Khi cô mới 16 tuổi thì cô đã cao 1m7 với sải tay dài 1m78, cùng bàn chân to và có những nhóm cơ suôn dài. Đây là các tố chất rất là thích hợp với môn bơi. Thành tích đáng nể của kình ngư Ánh Viên. Năm 2011, Ánh Viên đã đạt được 10 huy chương vàng ở trong 10 nội dung đăng ký thi đấu ở tại giải bơi lội thuộc các nhóm tuổi vô địch toàn quốc. SEA Games đã được tổ chức tại Indonesia. Cô cũng đã giành được 2 huy chương bạc tại nội dung 100m bơi ngửa và 400m bơi hỗn hợp. Năm 2012, Ánh Viên đã phá chuẩn BLMPC ở nội dung 200m cô đã giành được huy chương vàng. Vượt qua được 4 chuẩn BLMPC ở giải bơi lội của Đông Nam Á. Năm 2013, trong Đại hội Thể thao Trẻ của Châu Á lần 2, diễn ra ở Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8, Ánh Viên cũng đã giành được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar tháng 12 năm 2013, cô đã giành được 6 huy chương có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, phá được 2 kỷ lục SEA Games ở các cự ly 200m bơi ngửa với thành tích 2 phút 14 giây giây 80 và 400m hỗn hợp với thành tích là 4 phút 46 giây giây 16. Năm 2014, cuối năm, sau khi cô đoạt 3 huy chương vàng SEA Games 27 và đã đạt 4 huy chương vàng 2HCB, trong đó cô đã phá được 2 kỷ lục cự ly hỗn hợp ở giải bơi mùa xuân bang Florida, Mỹ trong tháng 3 năm 2014. Tháng 8 năm 2014, Ánh Viên đã đạt được huy chương vàng Olympic trẻ với nội dung 200m hỗn hợp. Vào tháng 9 năm 2014, vận động viên Ánh Viên đạt được 2 huy chương đồng trong nội dung 200m bơi ngửa và 400m hỗn hợp tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN Games 2014. Năm 2015, tại chặng đường là một Final World Cup năm 2015 tại Moscow, Nga Ánh Viên cũng đã xuất sắc mang về được một huy chương bạc ở nội dung 200m hỗn hợp và một huy chương đồng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Tại chặng 2 ở Paris thì cô đã tiếp tục giành được thêm một tấm huy chương bạc ở nội dung 400m hỗn hợp. Năm 2016, giành 4 huy chương tại giải vô địch châu Á được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11. Trong ngày thi đấu đầu tiên 17 phần 11, cô gái người Cần Thơ của Việt Nam đã xuất sắc về nhất vòng chung kết cự ly 400m hỗn hợp khi chạm đích với thành tích 4 phút 37 giây giây 71. Tiếp nối thành công của chiếc huy chương vàng vừa giành được, ngày 18 tháng 11 thi đấu ở nội dung 200m tự do, cô đã về đích với tấm huy chương đồng với thành tích 1 phút 59 giây giây 31. Sau đó trong ngày thi đấu cuối cùng 20 phần 11, Ánh Viên dù thi đấu khá tốt nhưng cô chỉ giành được 2 huy chương đồng ở cự ly 200m hỗn hợp và 800 tự do. Với một huy chương vàng, phá kỷ lục châu Á cùng 3 huy chương đồng, đây là thành tích tốt nhất của đấu trường bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Năm 2019, tại giải vô địch thế giới 2019, cô xếp hạng 19 ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 4 phút 47 giây giây 96, danh hiệu đạt được của Ánh Viên. Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Ánh Viên đã có 4 lần liên tiếp tham dự SEA Games. Ở kỳ đại hội đầu tiên, khi mới 15 tuổi, nữ vận động viên quê Cần Thơ giành 2 huy chương bạc ở nội dung 100m ngửa và 400m hỗn hợp. Tại SEA Games 2013,
Anh Viên mang về huy chương vàng ở nội dung 400m hỗn hợp, đồng thời giành thêm 2 huy chương vàng các nội dung 200m hỗn hợp và 200m ngửa. Cùng với đó là 2 huy chương bạc ở 400m tự do và 100m ngửa. Sau đó là SEA Games 2015, anh Viên rực sáng với 8 huy chương vàng và 8 kỷ lục. Các huy chương vàng gồm 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 200m ngửa, 400m hỗn hợp và 200m X. Cùng với đó, cô còn giành thêm huy chương bạc 100m tự do và huy chương đồng 50m ngửa. Tại SEA Games 2017 đang diễn ra tại Malaysia, anh Viên san bằng kỷ lục 8 huy chương vàng ở các nội dung 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Ngoài ra, nữ Kỳ Như còn giành 2 huy chương bạc ở 100m tự do và 200m X. Cô cũng phá 3 kỷ lục SEA Games ở các nội dung 100m ngửa, 200m ngửa và 200m tự do. Tổng cộng qua 4 kỳ SEA Games, anh Viên giành 19 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và phá 11 kỷ lục đại hội, một thành tích đáng nể với nữ Kỳ Ngư chưa đầy 21 tuổi. Giới chuyên môn nhận định như thế nào về anh Viên? Sau những màn trình diễn tài năng đầy hấp dẫn của mình, anh Viên đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong mắt giới chuyên môn. Sau đây là một vài nhận định về Kỳ Ngư số 1 Việt Nam. Theo chia sẻ của Joseph Schooning, Kỳ Ngư số 1 Singapore, cô ấy đã thực hiện mọi thứ một cách chuẩn mực. Tôi chưa từng thấy một vận động viên nào làm được như vậy. Anh Viên có một trái tim thép, tinh thần thi đấu vô cùng tuyệt vời. Tôi thấy vui bởi những thành tích cô ấy đạt được. Báo The Straits Times của Singapore, anh Viên là vận động viên giá trị nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Báo The Newspaper đặt cho anh Viên biệt danh cô gái CHEP. Huấn luyện viên David Lim của đội tuyển bơi lội Singapore, anh Viên đã tiến bộ rất đáng kể. Cô ấy tập luyện cùng thời điểm với đội tuyển Singapore và chúng tôi thấy cô ấy thể hiện rất tuyệt. Thất bại từ Olympic và quyết định xin giải nghệ của anh Viên. Tại Olympic Tokyo vừa qua, anh Viên thi đấu ở nội dung 200m tự do, 800m tự do và kết quả thi đấu lại khiến cho cô và tất cả người hâm mộ đã phải thất vọng, thua xa những gì đã đạt được trong quá khứ. Ở nội dung 200m tự do, anh Viên đứng thứ 26/29. Còn ở đường bơi 800m tự do, anh Viên về cuối trong số 31 vận động viên tham gia. Nhiều chuyên gia nhận định rằng cú sốc tinh thần đó đã phần nào làm ảnh hưởng không tốt đến nàng Kỳ Ngư. Mặc dù từ đầu tháng 9, anh Viên đã trở lại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tập luyện. Tuy nhiên đến ngày 1 tháng 10, cô gái 25 tuổi này đã quyết định nộp đơn lên lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao để đề xuất quyết định thôi tập trung đội tuyển bơi quốc gia, từ giã thi đấu đỉnh cao. Điều này khiến tất cả mọi người đều tiếc nuối cho tài năng hiếm có của cô. Tuy nhiên, SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022 trên sân nhà sắp tới sẽ là một cơ hội để Kỳ Ngư Ánh Viên lấy lại phong độ và chứng minh bản thân thêm một lần nữa. So với các vận động viên cùng khu vực ASEAN, các chuyên gia nhận định thành tích của Ánh Viên vẫn đủ sức đem về vài tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Ánh Viên được phong hàm thiếu tá. Được biết, hiện nay Nguyễn Thị Ánh Viên nữ Kỳ Ngư số 1 Việt Nam đang mang quân hàm thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thi đấu, từ năm 2013, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên được Bộ Tổng tham mưu quyết định chuyển chế độ phục vụ từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp và phiên quân hàm cấp thượng úy. Kỳ Ngư Ánh Viên lấy chồng. Việc Kỳ Ngư Ánh Viên quyết định giải nghệ đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và từ đó đặt ra nhiều đồng đoán việc cô muốn dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp để trở về lập gia đình. Tuy nhiên đây chỉ là đồn đoán của một số fan hâm mộ. Trên thực tế thì việc Ánh Viên xin giải nghệ có thể là do những áp lực đặt nặng lên tâm lý của cô gái 25 tuổi này mà thôi.